Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Lương Hiền Japan. Hôm nay Hiền sẽ giới thiệu mọi người hai con này. Đó, hai con này là quái thú đại dương. Hiền giỡn mọi người vậy thôi, chứ thực ra hai con này tên là Hải Sâm. Hôm nay Hiền sẽ làm hai con này. Một con sẽ nấu lẩu, còn một con sẽ làm sashimi. Mọi người cùng làm với Hiền nhé. Con kính chứ nè, có cái miệng của nó này hơi càng ngày càng dài đó. Con dài thì cái miệng nó hở đã to chưa? Nước nước chảy không? Nước chảy.